Rồi, hello, xin chào anh em ha. Xin chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Mãi của em nha. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu nghề ha. Rồi, cũng có một số đồ bếp nè, đồ kiển có ha, cơ khí có anh em. Rồi, thì giá là chưa bao gồm phí vận chuyển, anh em là chuyển khoản đủ em bao ship nha. Rồi, nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship. Rồi, mã số 34 ha. Bán giá cho anh em một mớ dao với cái kéo này là 200. Nha, hiệu ha, da băng luôn anh em. Đây, lưỡi đẹp. Lưỡi đẹp hết ha. Đó, cái này nè. 2, 4, 6 món. Rồi, mã số 34, 200. Tiếp theo 35, 200. Cây kéo tỉa nhâm ha. Đây, tỉa nhâm. Không có lò xo, lưỡi đẹp nha em. Và một cây kéo cắt cành. Vậy anh em mình sửa lưỡi lại. Cái này xây 18 à. Mộc nè. Rồi, hai món 200, mã số 35 200. Rồi, 36 hai cái viên ống, viên găng ha. Bán giá 120. Như hình ha, thiếu tay, vậy anh em mình gắn tay vô. Rồi mã 36 120. Rồi, 37, cái này cái gì anh em biết mình mua về sử dụng ha, 100.000. Đó, ngoại hình nó vậy. Không biết nó làm cái gì luôn. 100.000 cho anh em về nghiên cứu chế cháo gì ha. Đây. Bên này nó có chữ mình dính nước sơn tùm lum mà nha. Rồi, mã số 37 100. Rồi 38 cái búa 900g bán giá 120. Nè, đẹp luôn. Ừ, dính nước sơn nè, logo nè. Đó. Rồi, mã số 38 120. Rồi số 39 nha. Cây thước góc gần cây thước thể bán giá 100 nè. Góc này mười mấy ha, 17 gì vậy, 25. Rồi thủy nè, thủy đứng thi ngang đồ có đủ hết. Rồi còn hết nha anh em. Còn hết luôn ha. Rồi mã số 39 100.000 ha. Của cái này hiểu gì ha, chữ quá trời. Đó, như hình nha anh em. Rồi mã số 39 100. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng gì thì cứ liên hệ em nha.